Hello, tôi sáng gì tên khỏe không em? À, mới đi chơi về. Quỷ sứ quầy cũng vậy thôi, anh mới đi chơi về cho nên ra lên đây báo cáo. Một đường thì mình biết mình học được một sạc không, mình đi tới đâu thì mình thấy cảm nhận cái điều đó nó có vẻ lạ lẫm đối với mình, nhưng mà nó thú vị một cách trên cả tuyệt vời. Thì hôm nay để tôi chờ ông bạn già tôi là ông tức lắm, ông quyết định là phải nói cho ông nghe mà. Hôm nay mình sẽ nói những cái điều mà mình thấy lạ lẫm mà ở một cái nơi miền núi của phía Bắc, đó là Nghệ Nghệ An, Hà Tĩnh. Thì mấy bữa trước là mình đi lên, toàn là đi lên núi không, là bởi vì mình đi theo một anh chàng này cũng rất là dễ thương, cũng quen biết nhau, mình ở gần nhà nữa. Đó, anh tên chàng Hải. Thế thì anh ấy đi công chuyện, chứ không phải là đi về mình, nhưng mà anh rủ mình đi chơi theo. À, kỳ ta, nó chậm rì đó. Mọi người có nghe rõ không ạ? Ồ, chào anh. Rồi, lên rồi. Bạn già tôi lên rồi. Ủa tại sao mà nó như vậy làm sao? Đúng rồi, tốt, tốt rồi, đẹp, được rồi, Ủa mà hay tại lắm. sao nó hay ha? Anh để máy ngang nha. Rồi vậy đúng rồi, Được ok chưa? rồi, vậy rồi được, đẹp quá rồi, không có gì Ok. phải phiền hà. Rồi rồi, có gì hỏi hỏi đi. Nghe. Đi về ta tường thuật đó, cái đó là đi, đó là phía sau rồi đó, đúng rồi đó, vậy Mới đúng thấy đó. em đi chơi về. Rồi rồi, ok, thì hôm nay Đi tôi chơi về đã tôi báo vậy. cáo với anh, tôi báo cáo với thủ trưởng. Ok anh. Rồi thì Đi chơi quá hả? nói Trên mình đó bên ngoài nó mưa hả? ở ngoài nó mưa quá Mưa trời đất quá, luôn. mùa này mưa, mùa này tháng 10 mưa À, cái anh. mùa này là mùa tháng 10 nó mưa, nhưng mà tôi nghĩ tự nhiên sao mình đi ra nó xui quá, không biết là bão gì, không biết được. Mình nghĩ là bão lũ, nhưng mà thực chất đó là cái ngày tôi đi ra thì mà tụi nhỏ nó mua vé thì nó nói là không có mưa, nhưng mà nó bị áp thấp nhiệt đới gì đó mình không biết. Nhưng mà tôi nói nguyên nhân cái câu chuyện nhanh là tại vì tôi cũng không biết. Thế thì anh Trà Hải, nhà ta là anh đi công việc của gia đình ảnh, chứ không phải là tất nhiên là anh có một căn nhà mà cha mẹ để lại cho ảnh là con cả. Nhưng mà con nhà đó rất là lớn, con nhà đó hai bề ngang 20 mét, anh ghê chưa, nhà tốt đẹp lắm, nhà đẹp cực kỳ luôn, nhà xây bằng toàn là bằng gỗ, không gỗ sắt, gỗ lim, gỗ đỏ, không mình nhà quê mà họ từ từ họ lấy gỗ vật dụng gia đình gỗ đẹp lắm, cực kỳ, sân rộng vườn vải. Thì như có cái tôi có như có chiếu lên, thì Hải nó có chiếu lên cho trên coi, cho anh thấy rồi đó. Có thấy. Thế thì các anh này anh về anh ký tên đi, anh nhường lại. Thường thường anh cái nhà đất ở bên Việt Nam mình, thí dụ như mà người nào mà muốn một cái gì đó mà chủ chủ sở hữu thì phải có tất cả mọi người trong gia đình đồng ý, ví dụ vậy. Thì hôm nay anh hoàn thành cái thủ tục đó thì anh cho lại đứa em của anh nguyên ở nhà đó, đại khái sau này là không có tranh giành gì cả, đại khái vậy đi. Thì sẵn cái công việc đó thì mình mới đi theo ảnh về. Anh nói bác đáng đáng lẽ là mình không có đi đâu, mình đâu có biết đâu đi, nhưng mà nói bác về con về quê con chơi, thì nhưng mà nó dụ nhưng mà nó có thiệt, bác về con dẫn bác đi ba điểm mà rất là bác muốn đi. Bỏ điểm gì mà nói tao nghe đi, tao thích là tao mới đi. Thứ nhất là đi lên ngay chỗ đó nó có một cái mộ của ông tổng bí thư đầu tiên của đất nước Việt Nam là ông Trần Trần Phú, Trần Phú. Phú, Trần Phú, Trần Phú. Cái thứ hai nữa, ở nơi đó là có làng Sen, là tất nhiên là cái chỗ ra cái Quân làng nội ngày xưa mà cụ quân nội là cụ bố cụ nội của Bác Hồ đó, làng Sen quê bác, quê bác á, quê quê bác á. Cái thứ ba nữa là cái gì nè, nhưng mà mình đi được cái hai cái thôi là mình thấy đã rồi, mình chưa. Bởi vì thì theo mình tâm niệm mình nghĩ là những người ở tại vì nước nước Việt Nam một bố mình anh, hồi như học cả miền Nam mà cả miền Bắc luôn, những cái tỉnh xa xa đó, hồi cả đời chưa chắc gì họ đâu mà tới đó. Rõ ràng người thành phố Việt Nam mà chỉ có những cái đoàn tham quan du lịch mà chỉ một vài người lẻ tẻ thôi, người ta mới đi tới đó thôi, chứ thực chất không ai, người ta không bao giờ được chân đặt được đặt chân tới đó.
Còn tôi thì vô tình mà cũng là lý thú, là bởi vì tôi ao ước cái điều đó mà không ngờ thằng này nó mở miệng ra là đúng ngay bon rồi, vô bánh rồi. Thế là xách ba lô đi. Thế thì vào vào cái nhà của anh chàng Hải đó để anh lo thủ. Nhưng mà đi thì bắt đầu tới đó cũng mưa tầm tã, thế ngủ một đêm nữa sáng cũng biết một ngày nó mưa, thì cũng ráng đội mưa đi, đội mưa để anh làm thủ tục hồ sơ. Tức là đi 3 ngày mà 2 ngày đó mình đã mưa mẹ rồi. Cái ngày thứ ba là ngày đi về, cái ngày đi về thế thì lật đật sáng sớm thì tự nhiên nó không mưa, tự nhiên không mưa hơn quá, xách xe chạy ra thì tôi được lên ngay chỗ cái mộ của người tổng bí thư đầu tiên của đất nước Việt Nam mình là ông Trần Phú. Trần Phú. Thì em vô đó, tôi vô đó tôi đốt nhang, tôi di dân hoa, rồi xong rồi cái quay clip ra những cái cảnh rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Mà cái vị trí của ông nằm rất là hùng vĩ, ở dưới thì sông, ở trên thì núi rừng, cực kỳ đẹp, cảnh quan cực kỳ đẹp luôn. Nó gần như là cái phong thủy ở đó mình cảm thấy là rất là đẹp, không chê trách chỗ nào được. Thế thôi đi, đi xong cái đó mình dồn dồn trời, cái sợ mưa không anh? Cái sợ mưa, tôi phải chạy 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 tới kia đi, rồi chạy tới làng sen của quê của bác. Thì thế vào thì mình cũng đi, mình vào đó mình cũng quay, bởi vì mà nó khổ chỗ này nè. Mình thì mình lỡ mua trọn gói cái Vinaphone hiểu không? Trọn gói cả 16 tháng, 1 triệu mấy mua hết luôn. Đâu có biết đâu, thứ xa bỏ túi quần chạy ra ngoài Nghệ An Hà Tĩnh chẳng chạy không? Đâu quá. Mà đa số cái dân ở ngoài toàn là xài Viettel không à. Nó giống y chang như kiểu mình ở bên Mỹ mình rồi T-Mobile, AT&T rồi cái gì, Verizon nó lại khái vậy. Thế thì mình mua gói rẻ mà mình đâu có biết ở bên đó thì mình chỉ hay dùng T-Mobile thôi. Còn ở bên này thì mình mua mấy con nhỏ thiết di động là quảng cáo nó Vinaphone có đang sale thì mình chơi luôn. Mình đâu có biết tự động vẫn trước quốc ta không chạy không? Nó không có quốc. Mà dân hỏi kỹ sao kỳ ta, nó không có dân ở đây toàn là xài Viettel bác ơi. Thế là mà lấy máy rồi quay thôi chứ không có livestream được. Okay, đúng rồi. Là livestream thì nó vui. Thế là không có livestream được. Thì tôi quay, thằng Hải nó quay, thì hai đứa đều cùng quay hết. Thì nào lấy quay mà hai đứa nội dung quay thì cũng y chang nhau, không khác nha. Tôi nói đi chung chung mà. Thành đi vô thăm nhà tranh của bác, rồi thăm vườn hoa, rồi thăm ngay đền đài, ngay chỗ đền thờ của bác cũng hai đứa cùng quay hết. Thành ra tôi quay cũng như nó quay, nó quay nó úp lên rồi. Thì cái kênh của là gì, Nam Giang, bao bì Nam Giang á. Rồi ok. Cái đó thì mình không có nói gì, thì bây giờ mình nói đặc tính cái à quên nữa, tôi lấy cái này, tôi lấy cái này chút xíu. Ok. Hello, gặp lại anh. Ok anh. Rồi, cái tôi nói cho anh nghe nè. Khi mình ra tới ngoài rồi đó, mình mới hiểu rằng cái đời sống người dân ở ngoài cái miền Nghệ An, Hà Tĩnh đó, họ rất là phong phú và họ rất là sướng. Và bây giờ họ giàu có lắm rồi, nhà cao cửa rộng, mà đặc biệt ở ngoài là nhà to không có nhà nhỏ. Okay. Nhà to không à? Mà cái xứ đó là cái xứ yêu đồ gỗ, nhà nào cũng là bằng gỗ, mà gỗ tốt không? Anh biết cái trụ mà trụ chống nhà như giống như kiểu nhà cổ, anh biết nhà cổ của ngày xưa mình là cột nào cũng lấy bờ lớn bự, trời ơi, mà nhà sáng bóng, có nghĩa là nhà nào cũng tệ lắm, bị ngang cũng phải mười mấy thước chứ không. Tất nhiên là về điện đồ và về nội thất bên trong thì mình khỏi chê khỏi bàn, nào là sofa hoặc là salon, mà gọi là Việt Nam mình gọi là salon, mình bên mình gọi là sofa đó, bằng gỗ bóng lượng, tủ thờ các cái này, mình vào cái nhà mình cảm thấy nó mát lạnh, nhưng mà nó ấm mát thì mát không khí, nhưng mà nó ấm lòng. Có nghĩa là chính giữa cái điện của cái nhà thờ là có một cái điện, một cái bàn thờ ông bà cha mẹ nằm chính giữa nhà, nhà nào cũng có. Tự nhiên công gì mình vào mình đốt nhang á, mình cảm thấy nó ấm lòng một tí, mà thấy con gà cái nhà nó không có cái gì lạnh lẽo. Cái đó thứ nhất. Cái đó thứ hai nữa là hầu như đường xá cầu cống của những cái xứ đó
Hồi xưa là Nghệ An Hà Tĩnh là một cái nói là cái chỗ đó là nghèo nhất nước á, mình nó dùng núi miền núi mà cái này vì nó nghèo, nhưng mà không, mình không ngờ bữa nay ha, là anh vừa mình thấy hết hồn luôn, đường quê đường làng quê cũng cũng tráng, cũng là bê tông quá rồi, xong mà đường nó lớn hơn xíu đổ nhựa ta, tất cả những cái điều đó là nhà nước lo hết. À, còn những cái đường quê nào mà nó hẻo lánh quá thì nhà nước với nhân dân cùng làm, nhưng mà nó như vậy là nhà nước với nhân dân cùng làm có nghĩa là cái người dân ở đó muốn được trước nhà mình công là chỉ bỏ công thôi, còn tất cả như là bê tông là xi măng là sắt thép là các cái đều là nhà nước cung cấp hết, chỉ có người dân ra là xúc xẻng đổ vô thôi, thấy chưa? Thành ra bây giờ chỗ nào cũng là đẹp, chỗ nào cũng sạch, nó đặc biệt là gì. Và cái một cái điều muốn nói nữa là tất cả ở vùng miền đó này nào cũng có điều quan trọng, nhà nào cũng có xe hơi, mà nó quay quầm ở chỗ đó anh. Khổ khổ vậy anh, xem tôi vú xuống sân bay là thằng em của anh Hải chạy ra lấy chiếc xe gì ta, Mitsubishi 7 chỗ chạy ra rồi rồi đưa rước về nhà, nó là không, từ cái ngày đi đó thì tôi chưa hề tốn mới xe rác gì hết trơn, không có tốn tiền đi xe rác thì riết gì hết trơn á, xe nhà đi đưa không. Đó là cái thứ nhất, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là món ăn, anh biết tôi mà ham ăn, thứ cái miệng mỏi là ham ăn. Trời tuyệt vời anh, ở Nghệ An nó có một cái món nổi tiếng là coi như là lương cháo, thứ nhất là cháo lương, súp lương, cái gì nó cũng lương, rất Lương là ngon. hả? Lương ở lương đặc biệt cho nó hay lắm, lương buổi sáng sớm nó dẫn tôi ra đi ăn lương, súp lương ăn với bánh mì hoặc là cái bánh ướt của người người ở ngoài Nghệ An, mà cái bánh ướt mà nó ngộ lắm, nó rất là dẻo anh, mà nó mềm mà nó dày chứ không phải giống như bánh ướt ở trong Nam. Thế thì tôi nói cho anh nghe là tôi mê nhất là gà, trời ơi gà, gà ông lại thì khỏi nói rồi. Anh biết gà thì không thể nào gắp đũa được, bác ơi bác cầm tay ăn chứ cầm kia ăn không nổi đâu, bởi nó dai, anh biết không, nó dai, nó cực Ồ, kỳ. Gà đi bộ mà gà ở núi vườn mà cắn cái chiếc oh, chiếc 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 giật. chấm với là muối, muối với lại cái lá chanh sắc nhuyễn ra, nhuyễn ra, trời ơi trời nó ngon, trời không không chê, không chê chỗ nào được. Cái buồn cười ở chỗ đó là mà thức ăn thì tuyệt vời, tuyệt vời ở chỗ này là cái gì, có nghĩa là đồ tươi không, có nghĩa là từ miếng thịt cho đến con gà, đó là điều hiểu là nuôi trong vườn. Cái người dân ở đó buồn cười ở chỗ là họ rất giàu và họ rất không không hề biết đóng thuế là cái gì, không biết đóng thuế là cái gì, mặc dù họ rất là giàu nhưng mà không biết, họ chủ yếu là làm nông sản, nông sản có nghĩa là không phải nông sản kiểu mình ở trên nghĩ là có nghĩa làm luôn, ở đó có làm lúa làm ruộng có nè, là làm rừng có, là tức là trồng rừng đó, trồng mấy cây bạch đàn để chỉ có củ tư nha, đất của họ nha, họ trồng lên để họ thu hoạch để mà làm, họ làm nhiều nhiều ngành nghề lắm rồi đủ thứ làm, nhưng mà nhà nào cũng thành nhà đấy giàu và nhà nào cũng có con đi học nước ngoài và nhà nào cũng có con đỗ đầu tiến sĩ thạc sĩ hết trơn, thành ra cái sự sung sướng của mấy ông bà già không phải là vui lắm. Sáng sáng họ nấu ở trong đó là có ở ngoài đó thì không, họ không uống nước trà theo kiểu trà khô mình bỏ vào, nhưng mà họ nấu lá chè, chè tươi anh, chè xanh trà uống ngon lắm anh, từ Dừng uống xe ngon lắm, tươi mà uống xe tươi uống rất là ngon. nào. Rồi tôi ít khi nào tôi uống cái đó mà tôi ra ngoài tôi uống chè tươi ngon, Xe rất ngon anh. Thế, rồi đúng rồi rồi nó có nhiều cái hay lắm, nó có nhiều cái hay mà mình phải cần phải nói là cái điều là nói về sự sung sướng mà của người lớn tuổi. Ở ngoài tuyệt vời luôn anh, cứ sáng sáng ra là cái ông bà già nấu nước sôi xong rồi để đâu mà nhà nào nhà nấy có cái bàn sofa gõ ngoài cái hàng ba, rồi xong ra ngồi uống nước trà ngồi hút thuốc lào hay là kia làm xong rồi nói chuyện trời. Thế thì nó một cách khác là không không phải lo nghĩ, và cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai nữa là cái không khí ở ngoài nó giống y chang như Đà Lạt ấy. Nó không khác gì Đà Lạt Tại cả, nó nó cũng gây cao, tại nó cũng ở nó cao. cao ở vùng núi mà nó cao trên 24 độ 25 độ đó, nhưng mà ông bà nói là ở đây như vậy, nhưng mà khi tới mùa đông về thì nó cũng lạnh lắm, tại Cao. mình ở núi cao nó luôn là lạnh lắm, nhưng mà mình chưa thấy ai mà được mặc áo ấm cả mình vậy. Cái đặc sản của những cái xứ Nghệ thì nó có nhiều, nhưng mà nó có gì là nó có cái này nè, cái cây cây ở ngoài cũng ngon, ở ngoài đó nó có một loại bưởi là bưởi bưởi Phúc Trạch. Cái bưởi nó ngon lắm anh, bưởi nó ngọt liệm mà cái nó nhỏ 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 nhưng mà nó ngon lắm, tôi có đem về mấy quả
rồi quăng khoảng quá rồi xong có nhiều rồi không à, có cái này tức cười, có cái tức cười kể các người được cười, nghĩ bậy với bạn cái gì đầu chết mẹ nha, rụng không tiêu ở đây. Anh có biết cái cu đơ là cái gì không? Mình nghe cái bánh cu đơ, mình nghe vậy mà cũng Cu đơ. cái bánh đó cu Cu đơ đơ, cái bánh cu đơ chính là cu đơ. Mình nghĩ một cười nói rồi mẹ cu đơ sao chơi ta. Nó sụi là sao chơi, không phải. Đó là kẹo đậu phộng kẹo đặc sản của cu Nghệ An. đơ Nó gọi là cu đơ. Mà có chữ đàng hoàng nha. Có chữ đàng hoàng, để chữ cu đơ đàng hoàng nha, chứ không phải đơn giản tao không nói láo đâu nha. Đây coi nè. Nè, để chữ không? À, kẹo cu cu đơ. đơ Kẹo cu đơ. phải Đặc sản nha, trời mà rất là ngon. Hay lắm, ngon rất là ngon đó, tôi nói cho ông nghe gì đó. Đó đó là thứ nhất, nó có nhiều cái điều lý thú lắm mà giờ mình kể ra. Thường thường á mình mới nghĩ là mấy cái bọn mà đại khái là coi như nó không có thiện cảm hoặc là chống phá Việt Nam thì nó nói Việt Nam mình này chậm phát triển rồi đói rồi nghèo đủ thứ chuyện đời, nhưng mà mình ra ngoài mình mới thấy là mình hết hồn. Có nghĩa là ở trong thành phố Hồ Chí Minh có cái gì thì ở đất nước ở cái vùng đó có cái đó, từ máy lạnh rồi tivi, mà tivi màn hình phẳng là 50-60 inch trở lên chứ không có dưới nha ông. Rồi máy lạnh, máy giặt, máy nói chung là không có thứ gì thiếu cả, đó không có thứ gì thiếu cả. Thế thì đời sống của họ ở ngoài mình nói thật là nó thật một cái mình ao ước, tôi không được, không nhắm mơ tới. Bởi vì nếu mà một cái nhà như vậy, nếu mà cái nhà cất như vậy ở ngoài tệ lắm, ở trong miền Nam tính ra cũng phải là 10 mấy tỷ, đó đơn giản thôi. Bởi đủ tiền cây gỗ không anh mua cửa là chết rồi, Đúng rồi, nó bắt nó trên từ nào còn rừng từ đúng không? rồi rồi mình bây giờ đâu, bây giờ đâu có cho phai kiếm trên rừng Rừng đó, đó. rừng đó các cây rừng đó nó bây giờ mà nhà nước bảo tồn mấy chục năm nay rồi, không ai được quyền phá. Gỗ đó là gỗ mua của gỗ của tụi Angola hay Gì? đâu châu Phi đó, đem về đó. Gây. Thành ra nó mắc, toàn là gỗ đỏ này rồi cẩm lai này cái trời ơi, thôi mình đừng nói cái nhà đó thiệt tình vài chục tỷ chứ đừng nói nhà kinh khủng lắm mà. Tôi cũng đã đưa tôi cũng đã tôi cũng đã chiếu trên cái chỗ bao bì Nam Giang, nó coi từ nóc cho đến mái cho đến kia. Thực sự là người dân ở đó rất là sung sướng, mình nói thẳng như vậy. Và được các nhà nước ưu đãi anh, như là những cái thuế mà nông nghiệp này cái kia toàn bộ họ không có đóng thuế từ mấy chục năm nay rồi. Thì tôi mới hỏi ra thì người ta nói đó là theo di nguyện của Bác Hồ, là di chúc Bác Hồ để lại là miễn thuế cho toàn dân trong vòng 50 năm. Nhưng bây giờ nó nói thêm nữa là nghe nghe phong phanh là thêm ba cộng thêm 30 năm nữa là tất cả là 80 năm, là 30 năm nữa đó. Đó vậy là sướng quá rồi trời. Nhà thì nuôi gà nuôi vịt trồng rừng làm thu hoạch mùa vụ rồi trồng hoa quả, nói chung là không có tiền thuế cái mẹ trên trời, đất đai không thuế, cái gì cũng không thuế cả, mà thậm chí có cấp sổ đỏ nó mới là ghê chứ. Tức là cái ruộng đó nhà nước ngày xưa là cho, có nghĩa là phân lô cho nông dân để canh tác rồi cấp sổ đỏ cho cái ruộng đó luôn. Cái ruộng nó hỏi cái ruộng này vậy là hợp pháp không, nó hợp pháp chứ, cái ruộng này lấy giấy tờ của cái ruộng là sổ đỏ ra đem cắm vô ngân hàng được nữa, thôi cắm này cầm là cầm á, cầm vô ngân hàng lấy tiền nó được nữa. Phải ghê vậy. Có nghĩa là anh thấy rõ ràng nhà nước đến tất cả đến một bệnh bứng, nói là cái đứng cái hộ nghèo hoặc là những cái làng mạc xa xôi vùng núi thì nhà nước cũng đã lo hết đầy đủ. Và thậm chí những cái công trình thủy lợi, những cái công trình lớn và có thể nó có ngàn tỷ nhà nước cũng cho không luôn. Có nghĩa là anh biết chỗ đó là chỗ vùng núi mà thì đương nhiên nó phải cao, nhưng mà muốn kéo nước từ thủy lợi anh về anh phải làm những con mương từ trên lấy nước trên suối trên nguồn trên cao để anh dẫn dắt nước vô, để khi có nước là khi anh có lúa anh mới có gạo anh ăn, rồi nhà nước cũng lo luôn cho anh luôn. Tờ những công trình rất là vĩ đại, tôi nói là từ A tới Z, từ đầu cho tới cuối nhà nước đều lo, mà thành ra dân nó sung sướng chắc mẹ luôn. Đó là một tôi mới đi tới cái Này Nghệ An thôi đó nha. Hay quá, hay á rồi cái xong chuyện hay, rất là hay. có nghĩa là có nghĩa là ý tôi muốn nói là cái chủ trương của nhà nước đã giúp cho người dân nghèo thoát nghèo, và ở đó tôi ký một mấy nhà tranh không có, toàn là biệt thự di villa không mà cha thằng Quỷ Hải nó kêu có ở đâu có, mà chút xíu nó còn nhận bắt đi. Thế thì sau khi đi qua xong xuôi mà đi thăm mộ của Tổng Bí thư Trần Phú rồi thì nó chở tôi tới nhà Kim Nam Đàn Nghệ An quê quát ra xong, thì vô đó rõ ràng có ba căn nhà, nhà lá thiệt Ôi vậy lắm. sự luôn,
Nhưng cái mà đó là nó kỷ kỷ niệm, là niệm cái của ông, kỷ niệm cái mà bảo tồn, mà bảo tồn về văn hóa của ông mà vô đấy đó, đó, đó mẹ nhà đá rồi bán 100 tỷ không phải dám mua. Rồi tại thì tôi vô tôi thấy tự nhiên con người mình, tự nhiên mình cảm thấy mình là mình cái con ngực mình tự mình nở lòng ra, bởi vì tôi tự hào và tôi thấy vậy, tôi là người được được đi tới đó, đây và mình phải nói, mình phải nói như vậy. Rất là nhiều kiều bào cũng hiếm khi bước chân tới đó được, đúng là bởi vì ta đấy, không có thời gian, thứ hai là ta không có điều kiện, thứ ba nữa là họ phải không bao quen, giờ họ nghĩ đúng là tới chính chuyện xác, phải đúng rồi, phải phải có một quen thuộc cái người nào có lý phải có do quen đến, thuộc cái người nào mà tin tưởng người ta dẫn đi, chứ tự nhiên đúng đụng rồi, tới anh biết đâu đi. đúng Thì rồi. tôi thực tế được là may cho tôi và cũng hên cho tôi là chỗ là quen biết được anh chàng Hải, và anh chàng Hải là quê tại đó, anh biết không, quê Hiểu tại rồi, đó đúng cho nên rồi, vì đó thành mới dẫn mình đi quê được. Cái đúng thực rồi, đúng quê rồi, của giả thành mà ra cái gì nó ở chỗ nào nó bởi vậy, thành ra vì chỗ đó là rất là hên, đó là một cái điều may mắn nhất cái đời tôi. Và không tôi đã thắp hương và tôi đã dâng hoa ở trên cái nhà của cụ tổ của Bác Hồ, cụ biết. nội đó đấy. Thế thôi cũng đi thăm hàng xóm của cụ Hồ ngày xưa, rồi cũng đi vào những cái căn nhà như vậy. Thực sự là cách đây cả 100 năm về trước, dụng cụ làm nông rất là thô sơ, nhưng mình cảm thấy mình xúc động là bởi vì họ vẫn bảo tồn và giữ nguyên cái giá trị của căn nhà đó trong thời điểm đó. Cũng có cối xay đá, cũng có cối xay lúa, rồi cũng có bàn ăn, cũng có giường ngủ, cũng có đèn bàn, nhưng mà nó thực sự là thô sơ bằng tre thôi. Nhưng mà mình cái điều mình đó mình cảm thấy mình xúc động đó. Thế thì sau khi đi xong rồi đi ra trên cái đường đi ra, thì tôi tìm thấy ngay chỗ đồ lưu niệm, à chơi luôn anh Ô đi rất dếp râu đó, tôi hai là trăm rưỡi ngàn ngay chỗ khu lưu niệm của Bác Hồ. Mình đi mua ok làm lưu niệm, còn thực ok chất thì không biết mang cái này tới chết chắc chưa chắc nó còn. Nhưng mà cái điều đó mình cảm thấy mình khoái, mình quý, là thì đi đâu anh à, đi đâu tôi cũng mua trơn á. Mà hôm trước đi ra Huế, đi vô chỗ ấy tôi mua được cái nón cối rồi là vậy đó, nón tay bèo để thấy gì, tự nhiên mình cảm thấy mình thân thương. Mình nói một cái điều này là có giờ tại làm sao tất cả những người Bác Hồ nhà ta, hoặc là ông tổng bí thư đầu tiên của nước Việt, biết bao nhiêu người ao ước được tới, biết bao nhiêu người, nhưng mà bởi vì họ thời gian tiền bạc không có, hoàn cảnh đủ mọi cái, đất nước Việt Nam mà kể cả người trong Nam mà kể người ngoài Bắc cũng vậy, những người ở khác thành phố họ chưa hề đứng đắn Đúng lắm những rồi, đến đó đó nữa, đúng rồi, thấy tại chưa. Nhưng mà ăn làm sao mà được đi mà thì nó quá ư là vinh dự rất và là may may, mắn, rõ ràng là may mắn đúng chưa. Tại sao mình không tự hào, cái đúng điều rồi, đó mình đều được tự hào, đúng chính vì đó mà đi tới đâu tự hào đó. Thì chính vì đó tôi mới đi mua đồ kỷ niệm rồi, đó, để chứng tỏ là khi nhìn tới đôi dép, nhiều khi tôi về tôi chân trong tủ đúng á, rồi. chân trong tủ kiến, nhưng mà có điều khi nhớ tới đó là đã tao ra đây 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 rồi, đặt chân tới đây rồi, đừng có đừng cãi tao, tao đã đi rồi, thấy không? Nói thì có sách, mách thì mới có chứng. Đó là như vậy, tôi sẽ kể lại cho nghe. Cái là có hai vấn đề rất là giá trị, là một cái là cái đôi dép râu, và để chứng tỏ tôi đã thăm làng sen của bác. Đây đó. Thứ hai, còn một cái nữa là có ngôi mộ của bà Nguyễn Thị Loan á, thì không kịp giờ, bởi vì lúc giờ tới sân bay đi rồi. Cho vì nó không kịp giờ. Bà cái Mà môn cái mộ đó ngôi là bà nằm trên đó là cụ của núi anh. bà Nằm trên chị núi. Nằm như trên vậy là núi, thành ra bà chị của Bác Hồ không biết là nhưng bà mà em không có, mẹ tôi không có đủ thì giờ để mà đi được. Thành ra tôi phải về thôi, để mà đi trong lòng mình cũng nói ước nguyện của mình coi như 70-80% rồi, có nghĩa ok là đã đi đúng được những cái điều đó, chỉ còn không một sinh chút xíu. Nếu có cái dịp nào đó thì mình lại tiếp tục đi, rồi nha nói chung là mọi nẻo đường đất nước Việt Nam đều in những cái dấu chân. Ở ngoài Bắc thì còn rất là nhiều cái, rất là còn nhiều cái nơi mà mình cần phải đi là chỗ gì, ví dụ như là cột cờ Lũng Cú nè, Hà Giang nè, Tây Bắc, rồi rồi gì Sa Pa, nói chung là nhiều lắm anh. Có nghĩa là cả đời nhiều khi mình đi mỗi gói chuồng chân mình mất rồi mà còn chưa đi hết nữa đó. Cái tâm nguyện của tôi là như vậy nè. Mấy đứa nhỏ nhà mình thì ba đi hai quay y với con, ba đi Nhật này, thôi tôi bay đi đi, tao không đi đâu thì nè. Nhưng mà đi vậy giá mắc không, ông nói khoảng 2.000 mấy ba. Mình đi tour mà 2.000 mấy người, vậy thôi mình cho tao 2.000 mấy hỏi làm gì. Tao chỉ có về Việt Nam thôi, được vậy thôi, tao đi đâu hết rồi, bởi vì đất nước của tao tao đi chưa hết, mà làm sao mà làm bà ấy được, thấy chưa. Như tôi đi như vậy Nghệ An rồi Hà Tĩnh, anh đi chưa? Chưa, Vậy thế chưa,
cái kỳ mà tại vì anh đi như vậy thì tôi khi mà tôi thấy anh đi như vậy tôi cũng nói với tôi nói vợ tôi đi kỳ tới về là À, Nguyễn phải hỏi anh ráng nè, nha, anh đi phải ráng không đi. được, anh đi không được là bởi vì gần tới giờ ra sân bay rồi anh đi không được, nhưng mà anh đi cái hẹn là một ngày nào đó cũng gần thôi, mình sẽ cố gắng mà đi tới đó mình thăm thăm hết mà. Ví dụ như bây giờ như hôm trước tôi cũng nói với anh là tôi đã vào lăng Bác Hồ một lần rồi, nhưng mà rất là lâu, thời đó năm 1983, thời đó tôi vẫn còn làm ở trong nhà văn hóa cộng đồng 83, thì tôi vào lăng được rồi. Thời đó nó cổ mà thời đó nghèo chết mẹ luôn mà, nhưng mà tôi đã được vào rồi. Từ đó tới bây giờ mấy chục năm tôi chưa có hề về nữa, tôi cũng ao ước vào lăng Bác Hồ và vào trong lăng đó nha, một lần nữa thế thôi. Kỳ rồi, năm 1999 như tôi cũng đi rồi, đi ở đúng rồi đi, thằng quỷ Long Thủy thì dẫn tôi đi với đâu, mẹ lò mò mới 4 5 giờ sáng tôi xuống Tàu Hỏa là ngoài 4 5 giờ sáng thì lăng cái đầu sợ mở cửa à, sao mở cửa trật ruột rồi xong rồi cứ chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược rồi xong tới ngày về thôi. Có nghĩa là đi tham quan chung quanh lăng Bác Hồ thì có rồi, nhưng mà đi vào trong lăng để ngưỡng mộ cái hình cái gì cái tượng của ông thì mình chưa. Hẹn lần sau và anh về lần nữa đi, tôi với anh đi ok cái vậy. Những cái điểm như vậy đầu tiên là không muốn đi, mà đi với mày có mẹ đâu, không phải nó đưa ra ba cái điểm là tôi khoái đi liền Đúng khoái đi liền rồi, được rồi. Tại sao ba cái nơi di tích lịch sử mà đúng hầu như tất cả rồi, mọi người đều muốn tới mà chưa được tới, tất thì cả tại mọi người sao đều tao biết, được tới mà tao không đi đúng rồi, đó là như vậy. như là cái quê của bác đó, tất cả mọi người đều biết là ở đâu, nhưng mà Ừ. được tới đó mà được cái người ở đó mà quen biết cái người ở đó mà họ dẫn đi là rất Chính ít xác nhá, đúng đúng rồi, rồi, rất tại sao ta đi được mà ta không đi, khoái quá ta cười tươi đi liền.